Hello, 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 hello. Chào mừng các bạn đã đến với thành phố của những con quái vật bồn cầu. Ở nơi đây sẽ có rất là nhiều quái vật bồn cầu luôn. Nhưng mà các bạn đừng có lo, bởi vì bây giờ Thắng đã là anh cameraman rồi. Thắng có thể bảo vệ tất cả các bạn. Nên là các bạn đừng có lo bị mấy cái con quái vật bồn cầu đến nó cắn vào mông nhé. Cầm cái quả camera to như này, bọn quái vật bồn cầu nó hành động gì là mình sẽ quay lại xong bắt đầu đi bá quan. Nhưng mà khoan đã, từ từ các bạn ơi. Từ từ. Ở dưới này có một con quái vật bồn cầu, nhưng mà quái vật bồn cầu kiểu như là quân đội bắn nhau bùm. Thế này có lẽ nào quân đội ở cái thành phố này cũng bị bọn quái vật bồn cầu nó đớp hết vào mông. Thế là bây giờ mấy cái đại ca quân đội cũng đã bị biến thành quái vật bồn cầu hết rồi. Thôi thế thì bây giờ ta sẽ nhảy xuống dùng cái quả camera đẳng cấp to khủng bố này tiêu diệt con quái vật bồn cầu này các bạn ơi. Bắn bùm. Đùa. Thắng làm gì có sức mạnh của anh cameraman đâu. Đây này, bây giờ mà nhảy lên đây sẽ bắt đầu đợi cái đại ca quái vật bồn cầu quân đội ra đớp mình làm mình toi luôn đấy. Uầy, nhìn mặt nó đáng sợ thật sự luôn. Thoái, biến thành cái cơ thể bình thường của mình thì chạy làm nhanh được. Uầy, cấp bạn ơi, ở bên này còn có một quái vật bồn cầu to khủng bố đại trà bã luôn. Nó cứ nhảy lên, nhảy xuống. À, wow, nhìn mặt nó như kiểu là một con hề hề, một con ngáo ộp ở bên dưới địa ngục lên đây vậy. Hình như cái con quái vật bồn cầu này là quái vật bồn cầu xây dựng hay sao ấy. Bởi vì sao này toàn đất cả cát và gạch thôi. Nhưng mà cứ loay quanh từ lễ đến giờ mình không thấy cái bồn cầu làm bằng vàng để mình nhặt lên mình biến thành nhỏ. À kia rồi, nhìn thấy rồi mấy bạn ơi. Đầu này còn có 3 hay là 4 cái bồn cầu bằng vàng luôn. Nhưng mà khoan à, phải tránh khỏi cái sự truy đuổi của tên quái vật bồn cầu quân đội này. Nèo, nó chạy nhanh có bằng mình đâu. Wow, nó có quả xe tăng màu xanh kìa, xịn sò quá. Nhưng mà nó cứ đuổi mình thì làm sao mà mình lấy cái xe tăng kia được. À đây có một cái bồn cầu bằng vàng nè. Nhặt cái bồn cầu lên. Wow, đây nè. Tưởng nó là biết được cái bồn cầu quân đội á, Thắng cũng biết được luôn. Đây, bồn cầu quân đội của Thắng TT đây. Ê, sao cái bồn cầu của nó to, nhìn ngầu như thế kia. Cái bồn cầu của mình còn bé tí như thế này. Đó, trời ơi, đây có khác gì một cái bồn cầu bố sao bắt đầu một cái bồn cầu con đứng ở bên cạnh không. Nhìn mặt của nó hung dữ như thế kia, ngầu như thế kia. Mà, oh my god, nhìn sang của Thắng thì như một trò hề vậy trời. Này còn kiểu cái quả anh linh lính này chắc là ngồi bồn cầu đang bị cắn vào đít sao. Vẫn kêu đau như này. Hơi, em mà bồn cầu quân đội thì không có súng à. Không có súng thì bắn nhau nó bằng cái gì. Bây giờ phải làm thế nào lừa nó để mình nhảy lên cái quả xe tăng này lấy cái bồn cầu đây. Nhanh. Chưa được, sao mà nó nhanh hơn của mình nhở. Khoan nha, 1, 2. Ê, đến lúc mình chạy gần xe tăng thì là cũng gần xe tăng giống mình luôn. Lên nào. Wow, được rồi các bạn ơi. Đây nè, cuối cùng là ta cũng đã biến được giống cái bồn cầu như là nó. Well. Đây, bồn cầu có đội thấy chưa. À, đây chính là Rambo. Đó, nhìn to, hoành tay tràng, khuôn mặt hung dữ như thế này thì mới dọa được mấy cái bạn trẻ trâu chứ. Bây giờ mà đi vệ sinh gặp cái bồn cầu này, đố bạn nào dám đặt mông xuống đây. Bị cắn vào đi thì đặt mông xuống làm cái gì. Nào, to bằng nó luôn nhá. Đi cũng giống hệt nó luôn. Nèo, thấy chưa, giống chưa. Nhưng mà mình cũng không có sức mạnh của nó đâu. Bây giờ đấu nhau với nó là kiểu gì mình cũng bị thua và chưa lại từ đầu luôn đấy. Khoan đã, để xem là xung quanh đây có còn cái bồn cầu bằng vàng nào nữa không ta. Lúc đấy mình nhìn xa là mình nhìn thấy mấy cái mà không có nó hết rồi thì mình sẽ đi chỗ khác các bạn ơi. Wow, bên kia có một cái vùng đất bị phá hoại cả. Sao chỗ này lại có đất đông rớt xuống nhỉ, hay là có quả thiên thạch nó rớt xuống. Nhưng mà mình đã nhìn thấy một quả bồn cầu ở đây nè. Wow, cái gì đây? Đây là quái vật bồn cầu diễn hài à? Đây nè, chắc là cái ông này chuyên môn đi diễn hài rồi. Nhìn khuôn mặt đã thấy hài rồi. Hai quả mắt thì mở to, cái mồm thì cười rất là rộng. Không biết cái bồn cầu này nó đang suy nghĩ cái gì mà nó vui quá. Vui thì vui thật đấy, nhưng mà nó cũng cắn vào mông các bạn được. Nhìn đi nè. Đó, thấy chưa? Nó cắn rất là mạnh luôn. Lấy đà thì gần nhưng mà cắn thì rất là xa mới cả mạnh nữa đấy. Đi thôi. Bồn cầu này thì không có cái gì đặc biệt rồi. Bên này còn cái gì không? Không còn cái gì các bạn ơi. Mình sẽ đi thẳng sang bên này. Thôi, biến trở lại thành cái con người chạy cho nó nhanh. À, kia rồi. Bên này đã nhìn thấy một cái bồn cầu rồi. Và bên cạnh của nó
cũng có luôn một cái bồn cầu, nhưng mà cái bồn cầu này đang tắm ở trong một cái phao và đeo một quả kính. Thế chắc chắn kiểu gì bên này mở ra cũng là một cái bồn cầu đang bơi. Đó, giống luôn. Đây nè, đây nè, đây nè. Hai cái đại ca này đi diễn hài với nhau là quá chuẩn luôn. Lên sân khấu làm diễn viên hài. Một diễn viên hài đeo kính màu đỏ đen và một diễn viên hài đeo kính màu tím đen. Được cái quả bồn cầu này nó có sơn rồi, đầu đội cả mũ nữa. Thế này thì chất rồi, kinh rồi, ngầu không ai bằng, trẻ trâu cũng không ai bằng. Cái bồn cầu khổng lồ này nó lại cứ canh gác ở đây làm gì? Không tin, không tin. Kiểu gì cũng phải có gì thì nó mới canh gác đây. À, đây rồi. Thì ra là nó lấp ở trong này, nhặt luôn. Wow, một cái bồn cầu ở trên đầu nó đội cái gì? Để mình xem nào, xem nào, xem nào, xem nào. Oh, không phải đội cái gì đâu, mà là cái bồn cầu này nó có ống nước. À, quên mất. Nhìn kỹ thì mới biết là đây không phải là cái bồn cầu, mà là cái bồn để đi tè. Cái bồn đứng để đi tè chứ không phải là cái bồn cầu nha. Cái trên này là cái ống ấn ấn này, nước nó sẽ xả ra ngoài. Ê, cái bạn cameraman này định làm gì? Mình không phải là cái chỗ tè của bạn đâu mà bạn định tè vào người mình nhá. Ờ nhờ, bây giờ mà tưởng tượng ra đi tè xong bắt đầu là cái con quái vật này nó xuất hiện, nó nhô lên, nó đớp vào. Cảm giác như kiểu tôi thốn kiểu gì. Thế nên là mình mong là cái con quái vật này đừng có ở ngoài đời thật nha. Con quái vật này mà có ở ngoài đời thật thì chúng ta toàn phải đi ra bụi chuối để đi vệ sinh mà thôi. Hoặc là đi lên rừng để đi vệ sinh, đi ra bãi để đi vệ sinh, đi ra sân để đi vệ sinh. Wow, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ở trên này là có cái thang này. Có cái thang là chắc chắn là leo được lên. Mà leo được lên thì chắc chắn là sẽ có một cái gì đó. À, không phải. Cái chỗ này là mình lên để mình lấy cameraman rồi. Đây, có cái bồn cầu này. Bây giờ phải thật là nhanh tay nha các bạn ơi. Đây nè, nó sát đây nè. 1, 2, 3. Thành công luôn. Wow, một con quái vật bồn cầu lại còn SCP bao nhiêu đó. Mình nhìn nó rất là quen quen. Đây nè, đây nè. Wow, oh my god. Một con quái vật. À, chân của nó thì giống chân nhện này. Wow, nó có một chân, hai chân, ba chân, bốn chân, giống như kiểu là chân nhện. Wow, và đầu của nó đúng là đầu của con quái vật rồi. Các bạn có biết cái con quái vật này là con quái vật gì không? Mà nó lại đi vệ sinh rồi bị cái bồn cầu này ăn thì thế là bây giờ nó biến thành con quái vật bồn cầu SCP rồi. Nhưng mà không biết tên là gì thôi. Đi 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 nào. Đây có cái gì đây nó lòi ra, nhưng mà không phải là cái bồn cầu rồi. Bây giờ là mình sẽ đi đâu đây? À, đây 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 đây. Có cái cầu thang đi lên. À, kia nha, mình đã thấy cái quả bồn cầu ở trên kia rồi. Phải biến trở thành con người thì mới leo được lên. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nữa nào. Bồn cầu gì mà đặt ở trên cao như thế này? Wow, đây là bồn cầu có một lá cờ Mỹ các bạn ơi. Bồn cầu này là bồn cầu được ship từ bên Mỹ sang. Cái bồn cầu này mua từ Mỹ sang thì người ta sẽ gọi là cái bồn cầu nhập khẩu. Giá của nó sẽ rất là đắt, nhưng mà cái bồn cầu nhập khẩu này không biết nhảy từ trên đại dương thì nó có bị vỡ không ta. Thử nhá các bạn ơi. 1, 2, 3. Wow, không bị vỡ luôn. Vỡ làm sao được, bởi vì nó là quái vật cơ mà. Lại mở cửa tiếp kìa. Nhưng mà khoan đã, từ từ, ở trong này có rất là nhiều cánh cửa nha. Mình sẽ đi tìm lần lượt. Bên này thì không có cái bồn cầu. Từ 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 từ. Đây 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 đây. Đây. Uầy. What? Oh my god. Đấy là con quái vật bồn cầu thật nha, chứ không phải là người biến thành đâu. Thế nên là mình đã vừa bị lộc cắn vào mồm rồi. Còn cái thứ mình vừa nhận được, cái này là cái gì đây? Sao giống cái bóng đèn thế nhỏ? Chắc chắn cái thứ này dùng để mở cánh cửa lao đó rồi. Mình sẽ mang nó đi theo. Đây, trên đỉnh lóc nhà này cũng có một chiếc camera. À, mình nhìn thấy rồi các bạn ơi. Ở trên cái bồn cầu khổng lồ trên cao kia kìa, có một cái bồn cầu bằng vàng. Nhưng mà chưa biết cách nào để leo lên đấy đây. Thôi, cứ đi vào cái căn phòng lúc nãy của mình đã. Đây nè, đây nè. Lúc nãy là... có phải lúc nãy mình ở bên này không nhỉ? Không phải. Lúc nãy là mình ở cái tòa nhà nào đây? Đây này, lúc nãy là mình ở cái tòa nhà này này. Tìm đến đâu phải tìm hết đến đấy, không là bị lẫn lộn không tìm thấy đâu các bạn ơi. Mở. Khéo nha. Ở trong này có một con quái vật thật đấy, nó sẽ ăn thịt chúng ta luôn. Mở tiếp này, mở tiếp này. Open. Open. Sao nó thính nhỉ? Nó bắt một phát được mình luôn. Lần này là thằng sẽ cố gắng không để nó bắt được tháng. Được rồi, đi vào trong rồi. Chắc chắn là nó sẽ bò ra đây nó bắt mình nè. Mở cửa. Uầy 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 uầy, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Nó tới đây là mình sẽ trèo lên cái thang này. À, lên trên đỉnh này không biết là ở trên này có cái bồn cầu nào không ta. Mình sẽ đi một vòng xung quanh ở trên này xem nào. Không có cái gì luôn các bạn ơi. À đây 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 đây. Có mà. Đây là chiếc camera bằng vàng và chắc chắn nó sẽ mở ra anh cameraman. Đó, mở được luôn một anh cameraman nữa rồi. Đâu rồi, anh ấy ở đâu, anh ấy đấy, anh đấy đây rồi. Ồ,
Nhưng mà nhìn kỹ đây, có phải là anh cameraman không hay là anh bóng đèn ta? Nhìn giống cái bóng đèn chiếu sáng hơn. Nhìn kỹ lại thì giống cái camera rồi. Cái camera này giống cái camera ở đường mà mấy chú công an treo lên để phạt nguội đấy. Nó có thể chiếu rất là nét và rất là xa. Nói chung cứ là cameraman là rất là ngầu rồi. Bọn quái vật bồn cầu nó sẽ sợ rồi. Bây giờ là mình lại đi xuống rồi, đi xuống. Ồ, to cây quá không có xuống được sao? Xuống được rồi các bạn ơi. Khéo. Wow. Ở chỗ này là có một cái đường hầm nè. Hay lắm nha, từ từ. Mình phải biến trở lại con nè. Thành con như thế này, di chuyển nó mới dễ nè. Khoan nha các bạn ơi, kìa nha. Có đường cầu thang đi lên thì mình sẽ đi lên đây thôi. Quả toilet kia có lên được đây không? Skibbily không nhảy lên đây được. Tuổi gì bao giờ cái bồn cầu mọc chân thì mới leo được lên đây nha. Nhưng mà lên trên này là hết mất đường rồi. Khoan đã. Ở dưới kia kìa các bạn kìa. Chắc chắn là cái thứ mà đang cầm trên tay này để nhét vào kia. Đúng rồi, đúng là cái chắc luôn. Wow. Nhét vào. Ok các bạn ơi, đã mở được một cái cánh cửa rồi. Nhưng mà đợi con quái vật kia. Wow. Nó bắt mình thì mình lại nhảy lên. Nó đâu? Kìa. Nó đang đứng ở cái chỗ kia rất là hẹp. Đợi nó chạy ra đây thì mình mới dám chạy nhá. Ok các bạn ơi, let go. Ở trong này có một cánh cửa này. Vô đây thôi. Lên nào. Ui. Đã mở được một anh à cameraman. Không phải đâu, mà là anh camera loa đấy. Để mình đi ra ngoài này. Xuống đây. Đây. Giới thiệu lại cho các bạn, đây là anh loa man chứ không phải anh cameraman đâu nha. Anh này có một cái quả loa hát karaoke. Gọi luôn là anh karaoke man. Anh này đeo caravat màu đỏ chứ không phải là màu đen. Bạn nào mà đam mê karaoke thì cứ mời anh này về làm việc nhá. Cái loa của anh này kêu rất là to, kêu to đến nỗi mấy cái quả bồn cầu kia còn phải sợ anh đấy mà. Chỉ cần anh đấy cất tiếng hát lên một câu là mấy cái quả bồn cầu này nó sẽ vỡ tung nặng. Wow. Quả bồn cầu này có cái cánh quạt máy bay trực thăng bay tạch lên rồi, sợ quá đi. Oh my god các bạn ơi, đây là cái phòng gì đây? Phòng phần thưởng. Trên này có một quả toilet này. Wow. Oh my god. Các bạn ơi, cái quái xảy ra thế này. Mình vừa mở được một chiếc bồn cầu bằng vàng. Wow, bồn cầu nhận bằng vàng từ A tới Z luôn. Mấy cái chân ống này cũng bằng vàng, quả đầu cũng bằng vàng, cổ bằng vàng, cả cái bồn cầu bằng vàng hết luôn. Mang cái quả bồn cầu này đi đâu ra chắc là phải được mấy trăm tỷ đâu đây. Trời ơi, ngầu quá đê. Bây giờ cả cái chỗ này không có ai VIP bằng mình. Mà cái skin VIP 5 sao như này, người ta lại để lộ ra kia, không có cái thử thách nào cả. Chỉ việc đi vào đấy đập kính và lấy thôi. Lao cái quả bồn cầu kia. Đứng từ đây đo luôn xem ai ngầu hơn. Hay nhờ, mình cao hơn cả lõi như thế này cơ mà. Uầy, cái anh loa kia tí nhảy vào nó lại cắn trong một phát thì lại khổ để khóc ra. Mình chỉ nhảy vào mình cho tránh chiều cao thôi. Anh ấy cũng định đớp mình rồi nè. Thôi, đừng có đớp mình nữa. Làm cái gì mình chạy ra ngoài đây. Thôi nha, bye bye anh nha. Khoan đã, kìa các bạn ơi, ở trong cái ngôi nhà con này cũng có cái hình ký hiệu bồn cầu và đi sâu vào trong. Wow, một cái quả nhà thờ bồn cầu và mấy cái ghế ngồi ở hai bên này là mấy cái ghế bồn cầu. Và cái bồn cầu vàng ở trên này là cái bồn cầu của thầy giáo ngồi trên này giảng. Ui, một cái bức tranh cũng bồn cầu bằng vàng choẹ luôn. Mở cái skin này ra thì mới biết đây là nhà thờ chứ không phải là cái phòng học đâu nha các bạn ơi. Đây, mình đã biến thành một quả bồn cầu toilet. Quái vật bồn cầu thiên thần. Oh my god, tại sao nó có quái vật thiên thần là sao? Nhưng mà để ý từ lễ đến giờ, có mỗi cái con quái vật bồn cầu này nó mới có tóc thôi nha. Tóc lại còn nhuộm màu vàng chóe vút ra đằng sau. Thôi, bồn cầu thì cũng chỉ là bồn cầu mà thôi. Đi vào cái nhà vệ sinh công cộng ấy đi. Đây, và bây giờ cái bồn cầu này đã về đúng cái vị trí của nó rồi. Cái bồn cầu này thì nó phải làm ở bên trong cái nhà vệ sinh công cộng thì nó mới đúng.